Bên cạnh đó, với thiết kế núm vặn có các vân gờ nổi, mình vặn thấy rất chắc chắn mà không có cảm giác trơn trượt. Việc thiết kế như vậy thì Quỳnh thấy rất là tiện luôn, đặc biệt là những bạn nào hay ra mồ hôi tay như Quỳnh thì muốn sử dụng mình cũng không cần phải lau tay khô trước rồi mới xài được. Bạn là tín đồ của các món chiên nướng và đang tìm kiếm cho mình một chiếc nồi chiên không dầu phù hợp, hiện đại nhưng mà lại dễ xài và dung tích lớn, thì đừng bỏ qua chiếc nồi chiên không dầu đến từ nhà Sun House đang ở bên cạnh Quỳnh đây. Lý do vì sao thì hãy cùng với Quỳnh theo dõi đến hết video hôm nay nhé. Với kiểu dáng chữ nhật độc đáo, các viền cạnh được bo cong an toàn cùng với tông màu đen bạc sang trọng, nồi sẽ trở nên nổi bật và tạo điểm nhấn cho không gian sử dụng của nhà mình. Thêm vào đó, vì nồi có dung tích là 6 lít nên chúng ta thấy toàn bộ vẻ ngoài của nồi có vẻ khá là to. Nhưng được một điểm là cũng không hề nặng, cho nên chúng ta có thể di chuyển nồi đến bất cứ vị trí nào trong không gian bếp nhà mình đều được. Với một dung tích lớn như thế này thì mình có thể chiên nướng một lượng lớn thực phẩm cùng một lúc, hoặc là gà vịt nguyên con cỡ 1 đến 1 kg mà không có cần phải tốn sức để chặt nhỏ ra. Nhưng mà dung tích lớn như thế này thì liệu lòng nồi của nó bên trong có đủ để đáp ứng được hay không? Bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra bên trong lòng nồi nhé. Kéo lòng nồi ra thì mình thấy bên trong lòng cũng khá là rộng rãi, đi kèm với lòng còn có một vỉ tách dầu nữa. Cả hai đều làm bằng hợp kim nhôm phủ chống dính bền bỉ, khó bong chóc nên cũng an toàn khi dùng. Lòng nồi lớn như vậy thì Quỳnh thấy là có thể đáp ứng được nhu cầu chiên nướng nhiều thực phẩm cùng một lúc của mình rồi đó. Thêm vào nữa là khay tách dầu này được thiết kế theo dạng có những cái lỗ tổ ong, và như vậy là nó sẽ giúp cho lượng dầu mỡ thừa chảy xuống dưới lòng nồi mà không thấm ngược lại vào thực phẩm, hạn chế được lượng dầu mỡ nạp vào trong cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó, vỉ này còn được bao bọc bởi các chân đế cao su bên dưới, giúp mình khi thao tác sẽ hạn chế gây chảy xước nồi nữa. Nhưng mà có một điều là phần tay cầm của vỉ này hơi khó lấy, nên lúc mà chiên nướng xong thì vỉ này sẽ rất là nóng. Muốn lấy ra thì chúng ta sẽ cần phải dùng đồ gắp hoặc là đợi nguội một chút rồi mới có thể lấy ra được nha. Còn phần thực phẩm sau khi được đặt vào lòng nồi và đem đi chiên, nó sẽ được làm chín bằng khí nóng nhờ công nghệ Rapid Air. Lượng khí nóng được tỏa ra sẽ luôn chuyển đều, giúp cho thức ăn được làm chín đều từ mọi mặt. Liệu thật sự nồi chiên nướng có hiệu quả hay không? Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm ngay và luôn nhé. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Hôm nay mình sẽ làm món bánh gối chiên. À, mà để bảo vệ tuổi thọ của lớp chống dính, mình sẽ thêm một ít dầu mỏng lên vỉ tách dầu vào lòng nồi nhé. Bánh gối đã được đặt vào, nhưng để bánh có độ giòn và không bị khô, mình xịt thêm ít dầu lên bánh luôn. Và bây giờ mình sẽ chiên bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong thời gian là 15 phút nhé. Và tất nhiên, để có thể chiên bánh được thì mình sẽ cần điều chỉnh hai núm vặn nằm ở ngay đây. Hai núm vặn này gồm một bên để mình điều chỉnh nhiệt độ, một bên để chỉnh thời gian. Mọi thao tác đều dễ dàng, chỉ cần xoay xoay vài cái là được rồi. Đấy, đơn giản đúng không? Thời gian nấu dài, giải nhiệt cũng rộng, thế nên mình có thể thoải mái chế biến các món ăn từ ăn vặt cho đến nướng gà, nướng thịt vân vân. Bên cạnh đó, với thiết kế núm vặn có các vân gờ nổi, mình vặn thấy rất chắc chắn mà không có cảm giác trơn trượt. Việc thiết kế như vậy thì Quỳnh thấy rất là tiện luôn, đặc biệt là những bạn nào hay ra mồ hôi tay như Quỳnh thì muốn sử dụng mình cũng không cần phải lau tay khô trước rồi mới xài được. Quay lại với nồi đang chiên, khi thời gian qua được một nửa, mình rút lòng nồi ra kiểm tra thì thấy nó ngưng hoạt động ngay tức khắc. Nhưng mà núm vặn thời gian vẫn còn hoạt động nên các bạn nhớ lưu ý chỗ này nha. Trở mặt các miếng bánh gối để bánh chín đều hơn, sau đó đóng lòng nồi thì nồi lại tiếp tục hoạt động. Lúc mà nồi đang chiên, Quỳnh có giờ vào xung quanh thì thấy ấm ấm chứ không hề nóng. Xem ra là vỏ nồi cách nhiệt tốt nha. Ok, bánh đã chiên xong. Lấy ra mình thấy hai bên mặt bánh vàng ươm, có vẻ bánh đã chín rồi này. Xé bánh ra thì mình thấy lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, còn bên trong lớp nhân cũng đã chín luôn rồi. Vậy là nồi chiên hiệu quả đó. Sẵn tiện trong lúc chiên bánh, mình cũng đo xem nồi sẽ tốn bao nhiêu tiền điện, các bạn tham khảo qua nha. Và đó là những chia sẻ của Quỳnh về chiếc nồi chiên không dầu Sun House này. Với những gì đã chia sẻ thì Quỳnh thấy là chiếc nồi chiên này sẽ phù hợp với nhiều gia đình. Không chỉ có dung tích lớn, đáp ứng được nhu cầu ăn uống của nhiều thành viên trong gia đình, mà cách sử dụng lại dễ dàng, chỉ cần xoay xoay hai cái núm vặn này là được. Thêm vào đó, với phần thiết kế hiện đại mà giá lại còn hạt rẻ nữa, thì Quỳnh thấy đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp để làm quà tặng cho bạn bè, người thương vân vân cũng được luôn nha. Chi tiết về giá Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Trước khi rời đi thì hãy để lại một like, một subscribe, ủng hộ cho Quỳnh và Điện Máy Xanh nha. Bye bye cả nhà. Yeah.